Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn bài thơ Vị Xuyên mang mãi nỗi đau. Tác giả thơ Trần Hiền, trình bày qua tiếng thơ Nguyễn Hải. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Sắp ngày gỗ trần nữa rồi, hiện về ký ức một thời thương đau. Chiến tranh đã qua từ lâu, nỗi buồn thương nhớ theo những ngày đất nước quý nam, vùng biên phía bắc ngập tràn đau thương. Vị Xuyên chảo nửa chiến trường, bom thù trúng rồi chặn đường khắp đạn thù hoa đã thành vôi, tội ác còn đó đất trời còn ghi. Bao chàng trai bỏ xuân thì nỗi đau xa cách biệt ly. Từng trải qua chiến tranh giờ đã lùi xa, sao mà vẫn thấy nhạt nhòa lệ rơi. Nghĩ mà thương đứa em tôi và bao đồng đội nằm nơi chiến hào, tuổi xuân đang đổ dâng trào mà quân bành trường nỡ nào cướp đi. Họ đang ở tuổi giảng trường đại học ôm ghi ước mơ, bao nhiêu câu ước hẹn hò người thân còn phải đợi chờ bao lâu. Giờ đây chỉ còn nỗi đau để người ở lại âu sầu nhớ thương. Hôm nay chị thắp tuần hương gửi nên biên giới biên cương em năm nơi ấy. Ở lại bao năm chưa về, mong em trở về thôn quê bớt đi nỗi đau não nề em ơi.
nơi ấy sao thấy xa xăm. Em tôi ở lại bao năm chưa về, mong em trở về thôn quê, bớt đi nỗi đau nặng nề. Em ơi, xin chúc mừng tác giả thơ Trần Hiền với thi phẩm Vị Xuyên Mang Mãi Nỗi Đau.